1001 câu chuyện. Trời ơi, hôm nay là chủ nhật hả? Thôi, ở đây chán quá, tụi mình kiếm gì chơi đi ha. Bây giờ, bà suy nghĩ coi, kiếm gì chơi bây giờ? Hay là tụi mình hôn tiền lại, đi mua bánh, trà sữa, bánh chén ăn đi. Ừ, thôi, tụi mình bây giờ hôn tiền lại, đi mua bánh chén ăn đi. Thôi thôi, không ăn bánh chén đâu. Bữa giờ tụi mình ăn bánh chén nhiều quá rồi, bây giờ ngán lắm, hay là tụi mình mua trà sữa uống đi. À, đúng rồi đó, thôi, tụi mình mua trà sữa đi. Chứ, bữa giờ hả, toàn ăn bánh chén thôi. Với lại á, tụi mình mà ăn bánh chén nhiều sẽ nóng, nóng sẽ nổi mụn, sẽ không còn đẹp nữa đâu. Mà hai bà còn bao nhiêu á? Tôi hả, tôi nói, nghe nè, tôi còn có 10.000 nè, không biết có đủ ly trà sữa không nữa. Bà còn có 10.000 thôi hả? Tôi còn được 20.000 nè, vậy tôi sẽ bù cho bà 5.000, vậy là mua được 2 ly rồi. Còn bà cắt về ơi, bà có bao nhiêu? Hơn á, lạ hả, hai bữa nay tôi đi học, tôi không có xài tiền, tôi để dành, cho nên tôi còn được 50.000 luôn. Vậy là đủ rồi, vô súp mua 3 ly trà sữa thơm ngon đặc biệt luôn. Tôi là tôi uống sô-cô-la nha. Còn tôi là hết xanh nè, tôi cũng sô-cô-la luôn. Gì ơi là gì, ủa mà bây giờ chồng ba đứa mình đứa nào đi bây giờ? Đứa nào đi mua? Thôi mà bây giờ gom tiền lại đi nè, đưa đây cho tôi. Rồi đó, thôi bà cắt về, bà đi mua đi. Nè, ba đứa kìa, tụi bay làm gì á? Tụi bay mới làm gì á? Tao thấy hình như là tụi bay đang cầm gì trong tay đúng không? Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Tụi bay đừng có sợ nha, bây giờ có móc ra hay không hả? Tao á là tao đang hiền nha, đừng có để tao quạm lên nha, là có chuyện nha chưa? Thiệt mà, ba đứa tụi tôi đâu có giấu gì bà đâu. Ừ, đúng rồi, ba đứa tụi tôi không có giấu gì bà hết trơn, trời luôn á. Tụi bay đừng có lo nha, tao mới thấy ba đứa bay tụm lại, lên lên gì á, tiền đúng không, móc ra liền. Đâu có đâu, không phải tiền đâu. À, đúng rồi, mà là tiền á, tụi tôi tính thêm tiền uống trà sữa à, chứ đâu có giấu bà gì đâu. Ơ, cái bà tóc vàng này, ai mượn bà tài lanh tài lẹt dạ, thông minh quá ha, tự nhiên khai ra chi vậy trời. Ờ ha, tôi, ủa sao, rồi, xong luôn, mắt trắng luôn, hết trà sữa luôn, leo leo. Lẹ coi, ba đứa bay muốn ăn đắng không? Bực mình nha, tao là tao đang không vui á, móc ra. Đây nè, tụi tôi gom được có mấy ngàn lẻ để đi mua trà sữa mà bà. Không cần biết, tao đã nói với tụi bay rồi mà, tụi bay có cái gì ngon, có cái gì tốt, phải đem nộp hết cho tao. Tại sao lại lén lút hả? Bây giờ khôn hồn á, thì đi chỗ khác, còn tiền này là của tao, biết chưa? Mà thôi đi, tụi bay không cần đi nữa, tao đi. Tao có tiền rồi, tao đi mua trà sữa tao uống thôi. Lê lê tụi bay hả? Đồ có cái tiền mà không biết giữ, ngu gì mà nó ngu. Bye bye tụi bay nha. Không biết đâu, ai biểu cái bà tóc vàng mà tài lanh không mà bây giờ mất trắng rồi. Tài sản của tụi mình còn nhiêu đó à. Xong luôn, mà tôi bị gì ta? Tự nhiên cái đi khai ra hết à. Bây giờ không có tiền thì không có trà sữa uống, không có trà sữa thì bây giờ phải làm sao đi ta? Hay là tụi mình đi kiếm cái khác chơi đi, chứ biết sao giờ. Để tôi suy nghĩ coi, bây giờ tụi mình kiếm cái gì chơi đây. Bây giờ chơi cái gì? Chơi cái gì ta? Chơi cái gì mà không cần tiền? À, quên nữa, tôi nhớ là tôi còn để cái bánh ở trong kia kìa, ở trong cái gốc cây á. Hồi nãy tôi ngồi xong tôi đã quên luôn. Cũng may là giấu được cái bánh, không là xong luôn. Thôi, tụi mình ăn bánh xong đi rồi tụi mình kiếm chỗ đi chơi nha. Chứ giờ tôi cũng đói lắm rồi, vừa đói vừa khát nữa. Hả? Bà dám giấu bánh tụi tôi luôn? Đâu có đâu, không có giấu, tại vì tôi để quên đó mà, chứ tôi cầm ra để cho ba đứa mình ăn chung đó. Rồi hả, sẵn mua trà sữa uống luôn, vừa ăn bánh vừa uống trà sữa thì tuyệt vời. Thôi, bây giờ tôi lấy rồi tụi mình ăn ha. Đây nè, bánh thơm ngon đặc biệt giòn giòn tới đây. Tên 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 tên. Ủa, sao ba đứa mày còn đứng ở đây nữa, đợi gì? Ê, con nhỏ kia, mày cầm gì trên tay á? À, mày cũng gan quá ha, mày dám giấu bánh hả? Mày thiệt là to gan, mày có tin là tao đấm vô họng mày không hả? Mau đưa ra đi cho tao. Rồi, xong luôn, có cái bánh thôi mà cũng không tha nữa. Trời ơi, biết vậy hồi nãy mình đi chỗ khác mình ăn cho rồi đó mà. Đưa lẹ, nhanh lên nào. Nè nè, thôi bạn đi, đó nè. Nết, cái con này, mày đưa được cái bánh mà mày khóc như vậy hả? Bây giờ mày muốn sao, ấy là mày không muốn đưa vậy? Không có nè, lấy đi. Biết đều đó, còn không hả? Tao sẽ biết mẹ mày, chuyện này hôm qua mày học có 3 điểm nha con. Mày liệu hồn mày đó. Tụi bay á, không muốn gặp tao nữa thì nên né cái chỗ này ra đi nha cho. Mà nè, mày mốt có cái gì ngon á, cũng phải kêu tao, không có được giấu ăn một mình, biết chưa? Tao mà phát hiện ra là tụi bay xong đời với tao. Tụi đi à. Thôi, tụi mình đi chỗ khác chơi đi, đừng đứng ở đây nữa, thiệt á. Thôi, bây giờ tụi mình chơi trốn tìm đi ha. Ừ, cũng được đó, nhưng mà bây giờ ai là người trắng trước đi? Chứ gọi hả, hai người còn lại sẽ trốn nè. Thôi, ba đứa mình cùng nhau quản tù tì đi. À, quên, ồ bé chứ. Thôi, 1, 2,
Ồ tết, yeah. Tóc vàng ơi, bà là người chăm chút nha. Thôi hai đứa tôi đi trốn á. Vậy thôi, hai bà đi trốn lẹ lẹ đi nha. Tôi bắt đầu đếm đó, tôi chỉ cho mấy bà từ 1 đến 10 thôi đấy nha. Rồi, bắt đầu tôi đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi bắt đầu đi tìm đó nha. Hai bà chấm giúp kỹ vô nè. Ủa, hai bà đâu rồi ta? Chắc là bên gốc cây bên đây. Không có luôn hả? Bên đây, không luôn. Ôi, hai bà này trốn gì kỹ quá, chán ghê á. Ủa, tụi bay, sao mà tao với tụi bay có duyên quá vậy? Tụi bay làm gì đây á? Tao hỏi mà sao tụi bay không trả lời? Ủa, mà hai đứa kia đâu? Sao có mình mày đây ạ? Mà tao đói nữa rồi, tụi bay có gì ăn không? Cho tao ăn với. Trời ơi, tiền á thì bà cũng lấy, bánh cũng lấy luôn. Tụi tôi giờ đói muốn chết mà không có cái gì ăn đây nè. Ở đó hả mà còn hỏi nữa. Ê, bây giờ mày chạy che tao, ý là mày không vừa lòng chứ gì? Bây giờ mày sao, mày có muốn không? Mày có muốn không ạ? Tao cho mẹ mày biết mày 3 điểm luôn á. Mà tao hỏi hai đứa kia đâu sao mày không trả lời? Tụi tôi đang chơi kiếm tiền, hai đứa kia nó trốn mất tiêu rồi. Tôi kiếm nãy giờ mà không ra. À, tôi thấy bà cấp hồng rồi nha. Bà đi ra đi, bà chịu thua đi nè. Trời ơi, chúng kỹ vậy mà bà cũng nhìn ra nữa. Ủa, tóc nâu nữa hả? Sao sao, gặp tao mày không có vui hay gì hả mày? Đâu có đâu. À, mà thôi, kêu tóc cam ra luôn đi. Tóc cam ơi, ra đây. Ủa sao vậy, tụi mình đang chơi mà. Ý, tóc nâu nữa hả? Ba cái đứa này lạ nhờ. Gặp tao mà cứ y như gặp ma, gặp quỷ. Ủa sao, tụi bay không vui gặp tao hả? Tao đâu có làm gì tụi bay đâu. Mà tụi bay hả, chơi gì cho tao chơi với. Một mình tôi chán quá. Lẹ, bây giờ hả, tao đi trốn. Ba cái bay đi kiếm tao, ok. Đâu có được, mình phải ù bế hay là tưởng xì gì đó. Rồi mới phân chia ra người chăn và người kiếm chứ. Bây giờ bố mày không thích. Bây giờ tao chăn cho tao trốn không? Không, tao cho ba cái bay nóc ao tại đây luôn bây giờ. Vậy sao hả? Thôi được rồi thôi, bà đi trốn đi để ba bà cứ tự kiếm. Suốt ngày cứ ăn hết tụi tôi. Tụi ba biết điều á. Còn không mau, à mà quên, để tao đi trốn. Tao quên. Ê, thì ra là mày ở đây hả con tóc nâu kia? Mày định tốt trốn tao tới bao giờ hả? Mày bước ra đây nói chuyện với tao, nha. Tao có trốn mày gì đâu. Tao đâu có trốn. Mày không trốn hả? Mày ỷ mày lớn hả? Mày ăn hiếp em tao đúng không? Mày bước ra đây tao cho mày một chặng đòn nè. Mày biết tao là ai không hả mày? Mày chỉ giỏi được ăn hiếp mấy đứa nhỏ hơn mày thôi ha. Mày ha, mày biết là mày tưởng mày là anh hùng anh đạo trong đây hả? Bước ra đây mày. Tao đập cho mày một trận để mày chừa cái tội bắt nạt những người nhỏ hơn mình, yếu hơn mình ha. Mày bước ra đây liền. Có đâu, tôi có ăn hiếp ai đâu. Ba bà đúng không? Ba bà cứu tôi với. Không là tôi tan xương nát thịt đó, cứu tôi với. Tao cứu ai hả? Ba con nhỏ đó hả? Đừng có ý tao mà hiếp yếu hay chưa? Bây giờ sao? Mày bước ra đây, mày đừng để tao nói nhiều hay chưa? Tóc hồng, tóc cam, tóc vàng, cứu tôi với, tôi năn nỉ ba bà mà. Cái nhỏ này hả, giỏi nó nhiều lắm, nó học giỏi, tôi đâu có lại, năn nỉ nha. Ê, hai bà, có nên giúp tóc nâu không? Tôi không biết nhưng mà bà cũng ăn hiếp tụi mình hoài luôn á. Mà thôi kệ đi, bây giờ mình cứ giúp bà trước đi. Chứ để bà bị đánh, tội nghiệp bà, nha. Thôi kệ, tụi mình đứng ra, để xem sao, dù sao tụi mình đông, thì cái con nhỏ đó, nó cũng sẽ nhường mình xíu. Nè, cái chị kia có chuyện gì á thì nói từ từ, tại sao lại dùng hành động hả? Chị có ngon chị quý lại bốn với tôi không? Tôi nói chị biết nha, tôi là cũng học giỏi đó nha, đừng có mà hả tự chút họa vào thân nghe chưa. Gì, tụi mày học giỏi hả? Thiệt không đó, tin không? Không tin hả? Vậy chị bước ra đây đi, tôi thử vài chiêu cho chị coi nha. Đừng có thấy hả bạn tôi hiền gần hiếp nha. Tụi bay làm gì vậy? Ỷ đâu ăn hiếp yếu hả? Tóc đâu, tao tha cho mày lần này đó nghe chưa. Lần sau mà còn ăn hiếp em tao á thì mày cũng hiểu cái cảnh rồi đó. Tao đi á, liệu cái hồn mày nhớ không? Hết hồn hết vía à. Tưởng đâu bị ăn no đòn rồi. Ba đó bay, giờ sao? Giờ có đi kiếm tao. Quên, xin lỗi. Ba đó bay mới cứu tao xong. Thôi tao xin lỗi nha. Tao xin lỗi. Mà sao ba đó bay tao vậy mà ba đó bay cũng cứu tao vậy? Không ghét tao hả? Có chứ, ghét vô cùng. Nhưng mà dù gì á, bà cũng là bạn học chung lớp với tụi tôi. Chẳng lẽ thay bà gặp nạn mà tụi tôi không giúp? Với lại cũng chẳng có gì. Đúng rồi. Thôi tụi tôi đi về trước đây. Bye bye bà nha. Vậy cho tôi xin lỗi nha. Tôi xấu hổ quá. Suốt ngày ăn hiếp ba bà mà bây giờ nhờ ba bà tôi không bị nó đâu. Thôi tôi hứa từ nay á, tôi không ăn hiếp ba bà nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ cho ba bà. Từ ngày mai á, ai mà đụng tới ba bà tôi sẽ bực nâu mắt người đó luôn. Ok không? Ngày mai tôi sẽ đem bánh để bù đắp những gì mà hôm qua tôi lấy của hai bà nha. Thiệt không á? Thiệt nha. Thiệt. Ok lắm quá. Tôi nói là tôi giữ lời mà. Thôi bây giờ tụi mình cùng nhau đi về. Tôi sẽ bảo vệ ba bà trên đường về. Tôi sẽ đưa mỗi người về nhà an toàn luôn. Rồi ok, thôi tụi mình đi về. Tên tiền. Và thế là câu chuyện người bạn luôn ăn hiếp những kẻ yếu hơn mình đến đây kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở video sau nha.